Chào các bạn, Galaxy Note 5 ra mắt với cuộc đột phá trong thiết kế và cấu hình. Ngoài nét sang trọng đẳng cấp thì Note 5 cũng được nâng RAM lên từ 4GB và con chip Exynos 7420 như trên S6. Và với hiệu năng như thế này thì liệu so với người tiền nhiệm Note 4, liệu Note 5 có vượt trội hơn nhiều hay không? Video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết hơn về hiệu năng của hai chiếc máy này. Mình sẽ điểm lại một chút về cấu hình của hai sản phẩm. Cả Note 4 và Note 5 đều được trang bị con chip Exynos cây nhà lá vườn do chính Samsung sản xuất. Tất nhiên là Note 5 thì sẽ được dùng con chip mới hơn là Exynos 7420, 8 lõi 64bit kèm với GPU Mali T760 MP8. Note 4 thì có hai phiên bản khác nhau, lần lượt sử dụng chip Snapdragon 805 và Exynos 5433. Trong bài đánh giá này thì mình dùng phiên bản sử dụng chip Exynos 5433 8 lõi với dung nhịp tối đa của nó là 1.9GHz, GPU Mali T760. Bộ nhớ RAM của Note 5 thì cũng được nâng lên 4GB so với 3GB của Note 4. Ngoài ra các thông số màn hình thì đều như nhau, nằm ở mức 2K. Sơ qua thì có thể thấy cấu hình của Note 5 mạnh mẽ hơn hẳn. Và chúng ta hãy cùng đi đến những bài so sánh chi tiết. Đầu tiên thì mình sẽ khởi động lại hai máy để đảm bảo tắt tất cả ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động, làm mới hệ điều hành. Có điều khá bất ngờ là phần này Note 4 khởi động xong trước Note 5 khoảng tầm 2 giây. Khi vừa bật máy lên thì mình có kiểm tra phần bộ nhớ hệ thống bên trong. Với Note 4 RAM 3GB, ở điều kiện chưa sử dụng thì dung lượng RAM chống khoảng từ 1 đến 1.2GB và dung lượng RAM chạy cho hệ thống là khoảng 900MB. Trong khi đó, Note 5 RAM hệ thống tiêu tốn lên tới 1.3GB ở điều kiện bình thường và có khoảng từ 1.7 đến 1.8GB để sử dụng. Tiếp theo sẽ là các bài kiểm tra về đo benchmark trên hai sản phẩm này. Với AnTuTu benchmark thì Note 5 đạt số điểm rất cao lên tới gần 70.000, còn Note 4 kém hơn hẳn với điểm số chỉ loanh quanh khoảng 50.000. Như vậy là trong phần này thì hai siêu phẩm bắt đầu thấy rõ sự khác biệt giữa RAM 3GB và RAM 4GB. Tiếp tục, mình sẽ có bài test kiểm tra tốc độ bật ứng dụng riêng lẻ trên Note 5 và Note 4. Đầu tiên sẽ là game Subway Surfer. Với game này thì Note 5 chỉ khởi động nhanh hơn Note 4 chỉ một tích tắc mà thôi. Và mình sẽ thử một game 3D nặng hơn, đó là Asphalt 8 yêu cầu một cái phần cứng khá là tương đối. Ở game này thì tốc độ của hai máy cũng không khác nhau, chỉ hơn kém nhau một chút. Như vậy là có thể thấy tốc độ xử lý của Note 5 có nhanh hơn. Tuy nhiên, do được trang bị bộ nhớ mới với chuẩn UFS 2.0 nên tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong của Note 5 cao hơn hẳn, gấp từ 1.5 cho đến 2 lần so với chiếc Note 4. Với tốc độ truy cập nhanh hơn thì khi bạn xem phim hay là lướt ảnh thì tốc độ này sẽ thể hiện rõ rệt nhất. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến phần bài kiểm tra chạy đa nhiệm để đánh giá xem khả năng quản lý RAM trên hai thiết bị. Chúng ta biết là Samsung thì không mạnh về điểm này và để xem Note 5 có cải thiện hơn nhiều với RAM 4GB hay không. Ở phần 1 mình sẽ chạy lần lượt các game và ứng dụng. Khi mà Note 5 vượt lên với khoảng cách hơn 30 giây, nó chỉ mất duy nhất 1 phút 10 giây so với 1 phút 41 giây của Note 4. Tiếp theo, phần thứ hai là bật lại các game và ứng dụng đã chạy. We'll be right back.
Như các bạn có thể thấy, cả Note 5 và Note 4 thì đều phải loát lại gần như là toàn bộ game ứng dụng. Tiếp tục giữ phong độ đó, Note 5 tuy là loát nhanh hơn nhưng cũng mất đến 2 phút 19 giây để hoàn thành bài test, còn Note 4 thì mất đến 3 phút 2 giây. Các bạn có thể thấy là Note 4 và Note 5 thì đều phải loát lại ứng dụng. Tuy nhiên thì nhờ cái tốc độ xử lý nhanh chóng với bộ vi xử lý mới nên là Note 5 cho thời gian tải lại nhanh hơn. Vậy là các tác vụ thông thường như là sử dụng vài ứng dụng, lướt web nghe nhạc thì các bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt ở hiệu năng của hai máy. Đến khi sử dụng đa nhiệm hoặc là mở nhiều ứng dụng nặng thì Note 5 mới cho thấy sự khác biệt rõ rệt, máy xử lý nhanh hơn và mượt mà hơn đáng kể. Đây chính là điều người dùng muốn thấy ở những sản phẩm như Note 5. Dù sao thì Note 4 cũng có một cái hiệu năng khá là tốt, và với việc ra mắt Note 5 như thế này, chắc chắn là giá Note 4 sẽ hạ trong thời gian tới và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Và trong video tiếp theo, mình sẽ có bài so sánh hiệu năng của Note 5 với một vài sự hợp khác để các bạn có thêm những cái nhìn chi tiết hơn về sản phẩm này. Nếu muốn trải nghiệm những sản phẩm này, các bạn có thể đến với hệ thống showroom của Diện Ứng Minh, đặc biệt là 4 showroom tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.